Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Nguyên nhận được rất là nhiều bạn yêu cầu Nguyên làm món chân gà hấp tàu xì và hôm nay Nguyên chia sẻ cho các bạn cách làm món chân gà hấp tàu xì. Cách làm này thì rất là đơn giản mà cái phần gia vị thì nó hơi nhiều một chút. Làm món này thì quan trọng nhất là cách pha sốt và cách làm cho chân gà mềm nhưng mà không bị nát và thấm gia vị rất là ngon, không thua kém ở nhà hàng bán đâu nha. Bây giờ mời các bạn xem video. Nguyên mua ở đây là 1 kg chân gà thì Nguyên đếm được là 17 cái. Chân gà thì các bạn nên mua cái loại gà công nghiệp á, thì cái chân nó to với lại thịt nó nhiều á, thì mình làm cái món này nó mới ngon. Chân này thì Nguyên đã rửa sạch rồi, bây giờ thì mình mang đi trần qua nước sôi. Mình đổ chân gà vào cái chảo nước mà lúc chưa có sôi ha, rồi cho vào đây 3 lát gừng, 3 cái đầu hành, 1 muỗng canh rượu nếp trắng, cái này là rượu nếp bình thường thôi nha, rồi nửa muỗng cà phê muối. Khi nước sắp sôi rồi thì Nguyên cho vào đây 2 muỗng canh mạch nha. Có mạch nha thì giúp cho chân gà nó lên màu đẹp đó. Vì chân gà này một chút nữa mình không cần rửa qua nước sạch đó, cho nên mình phải vớt bọt cho nó sạch ha. Khi nước vừa sôi rồi thì mình lấy đũa mình đảo vài cái rồi mình vớt ra liền nha. Nhưng mà mình không có rửa lại bằng nước. Mình nấu sơ thôi, mình không có cần nấu kỹ quá. Tại vì nấu kỹ quá thì chân gà nó bị nứt da thì nó không có được đẹp. Rồi mình xắp chân gà vào một cái khay để nó nhiễu nước. Và mình cũng không có nên cho chân gà nó dính vào với nhau ha, để một chút mình dễ lấy ra. Tốt nhất thì mình nên thổi quạt cho nó nhanh khô á, thì thời gian mình nướng chân gà nó sẽ rút ngắn lại. Chân gà này thì Nguyên để được 45 phút á, Nguyên thổi quạt cho nó mau khô. Thì bây giờ mình có thể mang đi nướng nha. Mình cho vào lò nướng á, và bật lửa là 230 độ và mình nướng trong 30 phút. Sau 30 phút á, thì chân gà lên màu vàng rất là đẹp. Cách làm của nhà hàng á, thì chiên chân gà trong dầu nhiệt độ rất là cao chứ không có nướng như vậy. Nhưng mà Nguyên sợ các bạn không có quen á, thì làm cái cách đó rất là nguy hiểm vì nó văng dầu dữ lắm. Mình nướng á, thì Nguyên thấy làm ra vẫn ngon như chiên chứ không hề khác biệt gì hết. Mình đợi cho chân gà hơi nguội chút xíu á, thì mình lật qua bên này á, mình nướng tiếp. Tại vì mình phải nướng hai mặt á, thì chút nữa mình phải ngâm chân gà thì nó mới nở phồng ra được. Lần thứ hai thì mình mang đi mình nướng vẫn ở lửa là 230 độ nhưng mà mình nướng chỉ 15 phút thôi thì cái màu nó đã đẹp như vậy rồi nè. Lúc hồi nãy mình nấu chân gà do mình cho mạch nha cho nên chân gà nó lên màu vàng rất là đẹp. Cho nên các bạn không thể bỏ qua nha. Bây giờ thì mình mang chân gà đi ngâm vào trong nước đá. Mình cho hết tất cả chân gà vào cái thau nước đá rồi mình ngâm cho đến khi nào mà nó phồng ra là được. Khoảng từ 2 tiếng đồng hồ trở lên ha. Lúc nãy Nguyên quên nói cho các bạn là cái móng gà mình không cần phải cắt bỏ bây giờ nha. Tại vì chân gà mình qua nhiều cái bước sơ chế, nếu mà mình cắt sớm quá thì chân gà nó rất là dễ bị rách ra và không có thành hình đó. Món này thì mình ăn kèm với đậu phộng. Ở đây là 250 g đậu phộng thì Nguyên cũng đã ngâm qua đêm và Nguyên luộc sơ cho nó mềm á. Vì chút nữa mình nấu chân gà, mình nấu từ 60 cho đến 80 phút thôi á, thì thời gian như vậy đậu phộng nó sẽ không có đủ mềm. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị nồi nước, chút nữa mình hầm chân gà. Thì Nguyên cho vào đây là 2 lít nước. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Nếu làm theo cách nhà hàng thì mình cho thảo quả, quế, bông hòa các thứ, nhưng mà Nguyên dùng ngũ vị hương thấy cũng thơm rồi. Và nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê rượu nếp. Rồi mình khuấy cho ngũ vị hương nó tan ra ha. Và cuối cùng thì cho vào đây 2 lát gừng. Chân gà này thì Nguyên ngâm hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, thì lớp da của nó nở rộp ra như vậy. Tiếng Hoa gọi là hỉ phủ phì. Nếu mà mình chiên chân gà thì lúc mà mình ngâm chân gà đấy nó cũng y như vậy chứ nó không có khác biệt gì đâu. Cho nên các bạn nếu mà có điều kiện mình có máy nướng á, thì mình nướng như vậy thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Còn mà chiên thì nó văng dầu dữ lắm. Bây giờ thì mình mang đi rửa sạch lại nha. Nồi nước hầm gà này đã sôi thì Nguyên cho hết đậu phộng vào. Rồi mình cho chân gà hết vào luôn nha. Mình dùng một cái đĩa mình đậy lại á, để chân gà nó chín đều hết á.
thì mình đậy nắp lại, mình nấu khoảng chừng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi mà mình phải dặn lửa nhỏ nhất nha. Chân gà này thì Nguyên nấu được 1 tiếng 15 phút thì Nguyên gấp cái đĩa này ra. Chân gà này bây giờ nó đã rất là mềm nhưng mà nó không hề bị rụt ra nha. Thì mình gấp vào một cái rổ á, mình để cho nó ráo nước. Chân gà thì mình phải để cho nó thật là ráo nước á, thì mình ướp gia vị thì nó mới ngon nha. Tại vì bây giờ nó còn nước rất là nhiều đó. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái phần gia vị để ướp chân gà. Đây là tất cả các gia vị để làm cái sốt bắp hộp. Tại sao lại có cái tên là sốt bắp hộp các bạn biết không? Do phải dùng quá nhiều loại gia vị, ý như nói là cả trăm thứ gia vị để tạo nên một cái sốt á, cho nên nó nói khoa trương một chút cho nó hoành tráng. Chứ bao nhiêu đây mua cũng đủ mệt rồi. Vì quá nhiều gia vị nên các bạn xem trên màn hình nhỏ hoặc là mình vào cái phần nội dung mô tả để xem rõ hơn nha. Tàu xì thì Nguyên dùng cái loại hạt khô này thì nó thơm hơn là cái loại ở trong cái hũ á. Nếu mà các bạn không có loại này thì mình xài cái loại kia nha. Còn chao đỏ thì mình chỉ sử dụng phần nước được rồi, vì cái phần cái nó nặng mùi lắm, còn phần nước thì nó thơm nhẹ với lại nó có độ mặn nhiều hơn. Bây giờ thì mình cho hết tất cả gia vị vào một cái chén. Món này có cái tên là chân gà hấp tàu xì, chứ thực sự tàu xì mình sử dụng không có nhiều bằng những cái loại gia vị kia. Món này thì ăn rất là ngon, cũng dễ làm nhưng mà cái phần sốt thì nó quá nhiều, cho nên Nguyên phải làm cái video giới thiệu về các loại sốt trước khi ra cái video này. Ở nhà hàng làm thì họ còn cho thêm cái sốt làm bánh bao xá xíu nữa kìa. Nhưng mà cái sốt đó phải tự pha chế, nhưng mà mình xài cái lượng nó không có nhiều, cho nên Nguyên sử dụng vài thứ gia vị để thay thế vào cái sốt đó thì mình ăn thấy vẫn ngon. Cho hết gia vị vào chén rồi thì mình dùng cái cây mình khuấy cho nó đều. Nếu các bạn thấy phần gia vị nhiều quá và theo không kịp thì các bạn dùng cái sốt mà Nguyên đã chia sẻ, cái món sườn non hấp tàu xì thì cũng được. Nhưng mà cái sốt đó thì nó không có ngon bằng cái sốt này. Sau khi mình khuấy đều rồi thì bây giờ mình cho bọc bắp vào. Nguyên cho vào đây 1,5 muỗng, cái này là muỗng canh nha. Rồi mình khuấy đều lại. Mình cho bột bắp lúc mà mình ướp chân gà rồi mình hấp á, thì cái sốt này nó không bị tan ra thành nước. Nếu mà mình không có cho bột bắp mình hấp á, là cái sốt này nó sẽ tan ra thành nước hết. Như vậy cái chân gà nó sẽ không thấm gia vị và không có được ngon đâu. Như vậy là cái sốt bắp hộp thì Nguyên đã chuẩn bị xong rồi. Chân gà sau khi để cho thật là ráo nước rồi thì bây giờ á, mình cắt bỏ cái phần móng gà nha. Móng gà nếu mà mình cắt sớm quá và mình sơ chế qua nhiều giai đoạn như vậy thì nó sẽ không có thành hình, có thể nó sẽ bị rách ra luôn đó. Thì bây giờ mình cắt sạch sẽ rồi mình mới đi ướp gia vị. Nếu mà ở nhà hàng tiệm sắm họ làm, họ sẽ cắt đôi ở đây và họ chẻ ra nữa. Nguyên thì để nguyên như vậy để chút nữa mình chụp hình cho đẹp. Mình cho hết tất cả chân gà vào một cái thau lớn để cho mình dễ trộn sốt nha. Rồi mình cho cái sốt bắp hộp vào. Mình phải chét cho sạch hết nha, tại vì cái sốt này nó vừa đủ cho 1 kg chân gà thôi. Rồi mình đeo bao tay mình trộn cho cái sốt này nó thấm vào trong chân gà. Mình phải dùng cái tay mình chà chà ngay những cái khẽ chân gà cho nó thấm gia vị luôn nha. Mình phải trộn nhẹ tay nha, tại vì chân gà bây giờ nó cũng hơi mềm rồi đó, nếu mà trộn mạnh quá thì chút nữa nó bị rách ra. Chân gà đã trộn xong thì mình cho vào một cái tô á. Chân gà sau khi ướp gia vị mình phải để trên 4 tiếng hoặc là qua đêm mình hấp thì nó mới thấm và ngon. Còn dư sốt ở trong thau thì mình cũng lấy sạch hết luôn nha, tại vì cái sốt này nó ngon lắm. Và trước khi cho vào tủ lạnh á, chân gà mình phải bọc food wrap á, nếu không thì nó có cái mùi tủ lạnh nó sẽ không có được ngon. Mình để vào trong tủ lạnh á, từ 4 tiếng đồng hồ trở lên ha, tốt nhất thì ướp qua đêm thì càng ngon đó. Đậu phộng này á, thì mình vớt ra, mình không cần phải rửa đậu phộng lại nha. Cái nước này á, thí dụ mình cho thêm gia vị vào, mình chan mì ăn cũng rất là ngon đó. Nguyên bắt cái chảo và cho vào đây một ít dầu, với lại nửa muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh tàu xì. Mình xào cho tàu xì nó thiệt là thơm nha. Khi tàu xì thơm rồi thì mình tắt bếp rồi mình lấy ra luôn. Chân gà này thì Nguyên ướp được khoảng 4 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình có thể hấp được rồi. Mình chuẩn bị một cái sẩn hấp với lại một cái đĩa lớn và cho vào đây 2 muỗng đậu phộng.
Còn cái chân gà thì mình muốn ăn bao nhiêu thì mình hấp bấy nhiêu. Chân gà đã cho vào trong đĩa rồi á, thì bây giờ mình cho cái tàu xì xào tỏi vào ha. Mình cho một ít vào để trang trí với lại cho nó thơm hơn. Và sau khi nước sôi rồi thì mình cho sửng vào, mình hấp khoảng 20 phút cho đến 25 phút. Sau 25 phút thì nguyên tắt lửa và chân gà bây giờ nó đã rất là thơm và rất là mềm rồi, thì mình lấy ra luôn ha. Như vậy là món chân gà hấp tàu xì nguyên đã hoàn thành rồi. Các bạn xem thấy có thèm không nè? Tuy rằng Nguyên đang cử ăn chân gà nhưng mà Nguyên thấy thèm quá nên cũng ăn luôn. Nếu mà các bạn làm đúng bước và đúng gia vị thì Nguyên bảo đảm là các bạn sẽ ăn được cái hương vị tiệm sắm của nhà hàng nha. Và Nguyên trang trí vào đây vài lát ớt. Để Nguyên xé một cái chân gà cho các bạn xem nè, nó rất là mềm nhưng mà nó không bị rách ra. Nhìn thì thật sự là cưỡng không nổi luôn á, vì nó quá là ngon luôn nè. Món này không chỉ để ăn tiệm sắm nha, mà để làm món nhậu cho các anh chồng thì rất là mê luôn đó. Khi ăn vào thì chân gà rất là mềm, gia vị rất là thấm, thơm ngon và vừa ăn. Các bạn có thời gian thì mình làm thử nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn. Tớ chè tại cá sấu thảy.